Hello cả nhà, thì hôm nay Crystal sẽ hướng dẫn cả nhà tính năng copy trade trên sàn BinX Nhưng mà trước khi bắt đầu á, thì cả nhà ai chưa có tài khoản sàn BinX á, thì cả nhà đăng ký dưới tài khoản giới thiệu của Crystal ha Thì trong khi giao dịch hoặc là bất kỳ cái vấn đề gì xảy ra thì cả nhà có thể liên hệ trực tiếp với Crystal Bởi vì Crystal đang là đối tác của sàn BinX thì Crystal có thể hỗ trợ cho các anh chị giải quyết những cái vấn đề mình xảy ra ha Còn bạn nào mà chưa biết cái đăng ký là như thế nào hết thì cả nhà có thể xem lại cái video hướng dẫn đăng ký tài khoản trên sàn mini crystal nha Ok, thì đầu tiên là mình đăng nhập vào tài khoản ha. thì ở đây nó sẽ rất là đơn giản luôn, nó sẽ có sẵn cái chữ sao chép ha. thì hôm nay Crystal cũng sẽ hướng dẫn cả nhà cách mà mình chọn được cái người mà mình sao chép. Ok khi mà mình bấm vào chữ sao chép này nè thì nó sẽ có ra rất là nhiều luôn ha Thì ở đây cái sàn này nó cũng khá là thông minh khi nó đã sắp xếp cho mình một thứ hết rất là đơn giản hơn ha Thì có những cái giao dịch viên hot thì là trong 7 ngày qua nó có những cái gì giao dịch viên nào đang nổi bật lên đó, thì nó cũng hiện lên ở đây ha Giao dịch viên bền vững tức là rủi ro thấp nè giá trị tăng lâu dài nè rất là rõ hoặc là ngôi sao mới nổi là các giao dịch viên mới mà theo cái sàn binnit này nó đánh giá rất là đầy tiềm năng á, thì nó cũng sẽ list qua ha thì lát hồi mình sẽ đi vào một vài cái lưu ý khi mà mình chọn cái cái người mà mình copy nó chuẩn hơn ha thì ở dưới này nữa là toàn bộ giao dịch viên luôn ha thì với cái này á mình có thể chọn bộ lọc nè mình chọn lại cái gì mình muốn thì nó cũng ở đây hết rất là đơn giản theo bản thân Crystal đánh giá thì cái sàn Binance là một trong những cái sàn nó sắp xếp mọi thứ khá là dễ hiểu để cho người mới bắt đầu họ cũng có thể đọc được đơn giản. Ok thì bây giờ Crystal đi vào một cái giao dịch viên để mà mình có thể đánh giá cái giao dịch viên đó và những cái điều mà các anh chị cần phải lưu ý khi mà mình bắt đầu chọn một cái người mà mình copy trade ha. Crystal vẫn là cái người gọi là rủi ro thấp mà giá trị tăng lâu bền. À tuy mọi người thì lát hồi mình sẽ đi qua ha, mình sẽ xem vào xem toàn bộ. Rồi, bây giờ mình lấy đẹp một cái người đi ha Thì Crystal bấm vào là cái bạn Win này luôn đi Đang là giá trị tốt nhất thì khi mà mình vào như vậy nè Thì những cái điều mà mình cần lưu ý á, Đó là cái thứ nhất Đó là ngày tham gia của họ là khi nào họ Ông này là cái bạn này bản tham gia vào ngày 22 tháng 6 năm 2023 nè Cũng là một người mới ở sàn này thôi ha Nhưng mà số người theo dõi nó cũng khá là nhiều luôn nè 8.286 người theo dõi luôn rồi Thì những cái người theo dõi này á, Nó đơn giản các bạn nghĩ là Các bạn có thể hiểu là Tại sao họ có nhiều người theo dõi nhiều như vậy Thì có phải lý do đúng không ạ Và bản thân là một người theo em, người theo vậy nè thì khi mà có nhiều người theo dõi á thì mỗi cái lệnh mình đặt ra mình lại có trách nhiệm hơn. <laughs> ok ha, thì mình có thể xem những cái phần này mở rộng coi thử coi nó viết cái gì, nó có hợp gu với mình hay không. Nhưng mà um, giao dịch mà, tiền bạc mà, hợp gu hay không hợp gu mà phải mang lại tiền nữa chứ. Thì cả nhà có thể đọc qua một phần này ha. Nhưng mà mình sẽ xuống dưới này mình sẽ xem kỹ hơn. Ok thì ở phần dưới nè, cái phần tổng quan dữ liệu là cái phần mà Crystal hay tập trung chú ý nhiều nhất ha. Có nghĩa là tổng tài khoản của họ là bao nhiêu ha, tài sản tài khoản của ông này bạn này là đang là 5 rưỡi nè. Rồi lợi nhuận của người sao chép á, thì là 18 000 rồi. Và số người sao chép á, thì cũng khá là nhiều 1.713 nhưng mà so với lại cái số người họ theo dõi nè, 8 000 nè, thì cái số người dòm nhiều hơn là cái số người bắt đầu trade theo ha đó mình sẽ hiểu được coi tâm lý mọi người xem cái bạn này mọi người có copy theo hay không nha cả nhà nha họ theo dõi cho nhiều nhưng mà để mà copy theo bạn này á, thì vẫn chưa có quá nhiều người đó số người sao chép là 1.700 và rủi ro mức độ 3 thì theo Crystal rủi ro mức độ 3 thì nó cũng không phải là quá rủi ro nó cũng ok ok chứ nó cũng không quá an toàn ha cả nhà ha tỷ lệ thắng nè là gần 70% lãi lỗ số lần lãi số lần lỗ nè tổng số giao dịch nè 196 mà hồi nãy mình có thể thấy được là bạn đó chỉ mới vừa vào thôi cái sàn này á là 126 ngày thôi ha cũng chưa có qua lâu mà nó là 136 thì kiểu trung bình như bạn này là một ngày một cái giao dịch hay đó đó ở đây nè nó cũng nói luôn nè tần số giao dịch của bạn này là một tuần là sẽ có 10 lần 10 lần một tuần thì là trung bình một ngày là một tới hai lệnh vậy đó thời gian giữ lệnh nè đó bao nhiêu nó rất là chi tiết cụ thể luôn ha tỷ lệ lãi lỗ đòi nè đòi 321 2 một nè rồi giao dịch gần đây nhất á, là ngày 25 tháng 10 hôm nay là crystal đang làm là ngày 27 thì bạn nó đang giao dịch hai ngày trước à, ngày cuối cùng thì chắc có thể là cuối tuần đang nghỉ ngơi hay sao đó rồi ok wow một cái đường thẳng xuống luôn nó âm ơi là âm luôn này cả nhà đó đây là những cái gì mà Crystal sẽ đọc nó rất là kỹ trước khi mà mình đưa ra quyết định là có copy sao chép các bạn này hay không ha thì mình cũng sẽ lướt qua là các giao dịch nhiều nhất thì các bạn nó giao dịch với cái gì à, bạn này giao dịch với ETH nè BTC nè và khác nữa thì bạn này cũng giao dịch khá là nhiều con ok đó là một người ha Crystal lướt qua một cái người khác nữa thử ha rồi bạn này á, thì cũng ngày 2 tháng 9 2022 u làm đúng được một năm rồi cũng khá là lâu ha cả nhà ha. Số người theo dõi là 526 không quá nhiều không quá ít có vẻ như là người chung hay sao người ta. Trung tủa à. không biết để tiếng trung Rồi cái số lượng người theo dõi bạn này số người sao chép là 255 thì mà cái số này chỉ có 526 thôi mà cũng cái này thì cũng ok ok ha. Rồi tài khoản của bạn này thì đang là 5 rưỡi ha Rồi lợi nhuận của người sao chép nè Cũng được 900 rồi nè Tỷ lệ thoáng là 50-50 Đó tùy Thì số lần giao dịch Số lần lãi, số lần lỗ và trung bình Thì cái giao dịch gần nhất là ngày 22 tháng 10 năm 2023 Thì cũng đã nghỉ vài ngày Thị trường lên xuống ấp em quá trời Đây các bạn có thể thấy được rất là rõ những con số ha và bạn này á thì giao dịch bitcoin cũng nhiều nè ha rồi cũng có eth rồi soi rồi link nè cũng nhiều rồi nó cũng sẽ chia ra nè bao nhiêu phần trăm bạn này giao dịch btc rồi bao nhiêu phần trăm eth rồi bao nhiêu phần trăm của các con phía dưới ok đó người sao chép những cái người sao chép ở đây thì là lợi nhuận nó đang như thế nào người ta cũng liệt kê ra hết nè Bên nhất là một cái sàn mà qua đi quay lại thì Crystal thấy nó vẫn khá là ổn Mọi thứ nó công khai Lịch sử giao dịch Rồi Giá đóng trung bình nè, đó Mình có thể check lại và mình quay ngược lại coi nó sẽ như thế nào Lon nhân năm nè Thêm một cái phần này nữa là cái nhẹ có thể là coi vị trí hiện tại ha Thì bạn này đang đánh là Lon 5X nè Và đang âm phần 96 hiển thị toàn bộ ha thì hiện tại chỉ đang có một vị thế thôi. Rồi lịch sử giao dịch. Bạn này đang có dương 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 đó. Thì cũng dương khá là nhiều luôn, âm thì cũng có, có cái này là âm hơi nặng một chút xíu còn toàn bộ dương lại thì khá là nhiều luôn nè. Âm thì cũng không có quá nhiều lắm. Kiểu là âm 18%, 8%, 3%, 58% nè, còn toàn bộ lại thì dương nó cũng khá là ổn ha. Rồi mình lướt qua một người khác nữa xem sao ha cả nhà. Nãy giờ mình đang coi là giao dịch bền vững rồi, vậy thì mình coi qua những cái người mà uh, giao dịch viên mới nổi đi, thì họ sẽ như thế nào ha? Đây, Crystal xem toàn bộ nha. Thì mà để có betray á thì thường á là Crystal cũng dành một khoảng thời gian để mình nghiên cứu cái người chuyên gia đó để mình coi thử coi cái họ như thế nào trước khi mà mình xuống tiền nha cả nhà. Ồ, đánh giá rủi ro của bạn này thì tới 5 lần là cấp độ 5 nè cấp độ rủi ro từ 1 tới 9 đó thì ở đây em đang là cấp độ thứ 5 thì nó cũng ở giữa giữa nhưng mà bản thân rất thì biết sẽ không chơi với những người ở cấp độ thứ 5 này rủi ro số 5 rủi ro cao quá ha rồi người theo dõi mới 74 giờ à, thì bạn này kiểu mới mà đây còn mới rồi 74 người nhưng mà số người sao chép nè là 61 người rồi mà đang bị tổng số lợi nhuận sao chép thì nó chưa có dương mà nó là 28% và tài khoản của bạn này thì giữ khá là nhiều tiền luôn ha, 22.400 luôn nè. Rồi tỷ lệ thắng là 62%. Ngày giao dịch là 10 ngày. Bạn này với cái sàn thì bạn cũng còn khá là mới ha, chỉ mới bắt đầu giao dịch 10 ngày thôi nè rồi vị thế hiện tại thì bạn này đang giữ wow cũng sót bốn con và bốn cái và đang đều là dương hết nè cả nhà ha lịch sử giao dịch đó cả nhà có thể xem lại lịch sử giao dịch ồ chỉ là à, do hồi nãy là do cái âm này nè âm tới hai trăm hai mươi mấy phần trăm này nè thì nó mới bị gọi là kiểu gồng lỗ như này nên là mọi người ai mà gồng theo được này thì nó mới bị âm nè còn không thì đa phần crystal thấy bạn này cũng dương khá là nhiều luôn cả nhà ha ghi chép tài khoản uh, chuyển ra chuyển vào như thế nào ok thì các bạn có thể thấy được tài khoản nó như thế nào ha số những người sao chép nè cũng dương dương ít 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 oh, có mấy người này chưa có gì hết họ cũng đã dừng lại ha nhưng mà mấy người đầu tiên nè bắt đầu âm hơi nhiều ha bạn này thì sở thích thì sẽ là ô oh, cũng giao dịch nhiều phết đó btc cũng có nè link eth hay là con store này cũng có nè ha đó thì mình có thể check lại thử coi mọi người đang giao dịch con gì nó nhiều nhất ha thì cả nhà sẽ dành rất là nhiều thời gian để mà mình nghiên cứu các nhà chuyên gia này và mình coi thử coi ai là cái người phù hợp với mình ha. Và cả nhà nhớ kỹ những cái chỉ số hồi nãy Crystal có nói ha. Và sau khi bây giờ mình hiểu hơn các chỉ số rồi đó thì mình vô chữ toàn bộ giao dịch viên cũng được nè. Xong rồi mình có thể coi được là cấp độ của họ đang là gì, cấp độ kim cương đồng hay là gì đó ha. Rồi số tài sản trong tài khoản của họ là bao nhiêu nè, số người sao chép của họ là bao nhiêu, rồi à, lĩ kế thu nhập sao chép nè, tức là mấy người thu nhập sao chép thì nó được bao bao nhiêu âm hay là dương hay là sao tỷ lệ thắng của họ từ 1 cho tới 100 phần trăm nè để thử coi có ai một trăm phần trăm ở cái sàn này không ha cả nhà à, tỷ lệ thắng một trăm phần trăm luôn nè à, cả nhà <laughs> nhưng mà bản thân crystal thì nói thiệt là cũng sẽ không sao chép theo mấy người này nha tại vì đôi khi nó sẽ reset tài khoản và nó quay ngược lại à, thì sao ha và bạn này thì giao dịch khá là an toàn, nó là BTC và ETH thôi chứ không giao dịch mấy con on coi khác ha. Cũng đã được là 156 lần Thì cái trung bình đòn 7 này nè Crystal cũng sẽ ưu tiên chọn những cái người x năm thôi Chứ cũng không ưu tiên chọn những cái người mà x50, 100 hoặc là 150 ha Tại vì cái đó nó hơi rủi ro nên mình sẽ chỉ chọn những cái người mà vừa vừa thôi X5 này cũng khá là ok này cả nhà Thì cả nhà sẽ dựa trên cái sở thích của mình nè Sở thích của bản thân nè và kinh nghiệm của bản thân Thì mình có thể thử vào cái copy copy trade này ha đầu tiên có thể là mình chưa thử với cái số vốn nhiều mà mình có thể bắt đầu với số vốn nhỏ thôi với sổ thấy ok bạn này đi khá là ok ha rồi ví dụ như mình sao chép bạn này đi ha thì á ở đây mình phải có nạp usdt vào ha cả nhà nha rồi mình sẽ bấm vào ký quỹ là bao nhiêu đó rồi vô chợ trợ cấp thì mình có có hay không Mà nếu như không có thì không có ha Rồi cái chốt lời nè Chốt lãi nè và dừng lỗ thì sẽ là bao nhiêu phần trăm Ví dụ như là mình Khi mà nó lời lên tới 25% thì mình cắt Hoặc là nó lỗ xuống 20% thì mình cắt nè Đó 50% thì mình mới chốt lời Và lỗ dưới lỗ đạt tới 20% thì tự động là dừng cái nè Rồi kiểm soát rủi ro nè Ok Đó thì các anh chị có thể đọc hết này và khi ok rồi ha thì mình chỉ cần chọn là sao chép ngay thôi nha cả nhà thì mình đã bắt đầu sao chép cái đó rồi nhưng mà do cái tài khoản này Crystal đang là tài khoản demo giới thiệu cho mọi người á, thì Crystal chưa có nạp tiền ha Còn nếu như cả nhà nào á bẻ mà nạp tiền rồi á thì cái phim mà bấm vào chỗ sao chép đó thì nó sẽ trở thành là chi tiết lệnh thì nó sẽ như thế nào ha cả nhà nha Ok thì hy vọng là cái video nó đủ dễ hiểu để cả nhà có thể bắt tay vào cái tính năng sao chép của sàn BinX ha Còn bạn nào đang có cái thắc mắc gì nữa hoặc là cả nhà khi mà đăng ký dưới đường link của Crystal mà cả nhà gặp bất kỳ vấn đề gì thì cả nhà có thể liên hệ trực tiếp với Crystal đường link Facebook của Crystal để ngay dưới cái phần video này luôn cả nhà có thể liên hệ ha Cảm ơn cả nhà rất là nhiều hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo Bye bye